Các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bước thứ 5 trong quy trình giao tiếp khách hàng chuyên nghiệp. Và sau đây tôi với các bạn sẽ cùng nhau điểm lại những bước chính mà chúng ta vừa trải qua. Bước thứ nhất đó là hãy chào đón khách hàng, hãy làm cho họ cảm thấy thoải mái khi họ đến gặp bạn, giao tiếp với bạn. Bước thứ hai, hãy thể hiện sự tôn trọng của bạn với khách hàng, hãy làm cho khách hàng cảm thấy họ là người quan trọng khi họ đến gặp bạn hay giao tiếp với bạn. Thứ ba, hãy hỏi để giúp đỡ khách hàng. Bước thứ tư, hãy lắng nghe khách hàng. Và bước thứ năm, hãy giúp đỡ khách hàng có được những điều mà họ mong muốn. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang bước cuối cùng, bước thứ sáu trong quy trình giao tiếp khách hàng chuyên nghiệp. Hãy mời khách hàng của bạn quay trở lại. Hãy cho tôi biết tôi được trở lại với bạn bất cứ lúc nào. Đó là thông điệp của tôi với tư cách là khách hàng. Vậy, thưa các bạn, giống như ấn tượng ban đầu, ấn tượng sau cùng cũng rất quan trọng đối với khách hàng. Ấn tượng sau cùng sẽ ảnh hưởng đến người khách hàng và tạo cho họ quyết định họ có nên quay trở lại với các bạn một lần nữa hay không. Nếu các bạn tạo ra được ấn tượng tốt, họ sẽ quay trở lại với các bạn. Nhưng thưa các bạn, nếu như các bạn tạo ra những ấn tượng không tốt với khách hàng, họ sẽ không quay trở lại với các bạn nữa. Thậm chí họ có thể kể những điều đó với những người khác và nó sẽ tạo ra những phản ứng dây chuyền khiến cho những người khác họ không muốn đến với các bạn. Sau đây tôi muốn các bạn lấy một tờ giấy và một cái bút ra và trả lời cho tôi 3 câu hỏi sau. Bạn mong khách hàng của bạn cảm thấy thế nào sau khi họ đến gặp bạn, liên hệ với bạn hay gọi điện cho bạn? Điều thứ hai, bạn mong khách hàng nói về bạn như thế nào? Và điều thứ ba, bạn mong khách hàng chia sẻ với những người khác về những trải nghiệm của họ với bạn như thế nào? Xin mời các bạn. Vậy, làm thế nào để chúng ta tạo ra được ấn tượng cuối cùng tốt nhất với khách hàng? Thưa các bạn, có hai điều cực kỳ đơn giản và quan trọng nhưng rất nhiều người họ không làm được. Điều thứ nhất đó là hãy nói lời cảm ơn với khách hàng. Điều thứ hai, hãy mời khách hàng của bạn quay trở lại để làm sao tạo ấn tượng cuối cùng tốt nhất với khách hàng của bạn. Để làm được điều này không hề khó, nhưng tôi nhận ra rằng rất nhiều nơi khi họ bán sản phẩm hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng, hầu như những nhân viên bán hàng hay tư vấn khách hàng họ rất ít khi làm điều đó. Và nếu như bạn làm điều này, bạn sẽ tạo được ấn tượng cuối cùng của khách hàng rất là tốt. Và chỉ ít khách hàng họ sẽ nhớ đến bạn nếu như lần sau họ có nhu cầu mua sản phẩm hay dịch vụ giống như là bạn đã cung cấp cho họ. Và điều này cũng tạo ra sự khác biệt của bạn với những người đang cung cấp dịch vụ sản phẩm giống như bạn. Hãy cảm ơn khách hàng của bạn, hãy thể hiện bằng thái độ chân thành, lời nói, cử chỉ của bạn khi bạn chào tạm biệt khách hàng của bạn. Nếu bạn muốn thể hiện điều đó, bạn sẽ thể hiện hay lịch sự, nhã nhặn và nói lời cảm ơn của bạn với khách hàng cho dù họ không mua sản phẩm hay dịch vụ của các bạn nữa. Và hãy nhớ giúp tôi, ấn tượng cuối cùng cũng quan trọng giống như ấn tượng đầu tiên khi khách hàng đến với bạn. Nó sẽ tạo đà cho những bước tiếp theo để khách hàng của bạn quay trở lại với bạn. Vậy, làm thế nào để bạn mời khách hàng của bạn quay trở lại? Thứ nhất, hãy nói lời cảm ơn với khách hàng của bạn khi họ đến gặp bạn, liên hệ với bạn. Và điều thứ hai, hãy mời khách hàng của bạn quay trở lại trong tương lai. Để làm sao tạo được ấn tượng cuối cùng tốt nhất với khách hàng của bạn, hãy nhớ, ấn tượng cuối cùng của khách hàng về bạn và công ty của bạn sẽ luôn ở trong tâm trí của họ cho đến khi bạn có cơ hội để thay đổi điều đó. Thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc được quy trình giao tiếp khách hàng chuyên nghiệp và sau đây tôi và các bạn sẽ cùng điểm lại những bước chính trong quy trình giao tiếp khách hàng chuyên nghiệp. Bước thứ nhất, hãy chào khách hàng, hãy làm cho họ cảm thấy thoải mái khi họ đến với bạn, liên hệ với bạn. Bước thứ hai, hãy thể hiện sự tôn trọng của bạn với khách hàng, hãy làm cho khách hàng của bạn cảm thấy họ là người quan trọng. Bước thứ ba, hãy hỏi để giúp đỡ khách hàng. Bước thứ tư, hãy lắng nghe khách hàng để tìm hiểu những nhu cầu mong muốn của họ. Bước thứ năm, hãy giúp đỡ khách hàng của bạn, hãy giúp cho khách hàng của bạn có được những mong muốn mà họ muốn các bạn giúp đỡ họ. Và bước thứ sáu, hãy mời khách hàng của bạn quay trở lại với bạn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Hello, welcome to Visa's personalized customer service kiosk. Okay, this is so convenient. It's so much better than those annoying phone call message centers. Here at Visa, personalized service is key. Great. Okay, listen, my credit card was just stolen. Please listen to these options carefully, as our menu has recently changed. What? If you would like to set up a new account, say yes now. No, my card was stolen. I'm sorry, I didn't get that. If you would like to increase a credit limit, please say yes now. No,
tell you what happened. If you would like to report a stolen card, say yes now. Yes. I'm sorry. I could not understand your response. If you would like to report a stolen card, please press 1. Where? Beep, beep. You have pressed an incorrect key. Sorry you're having trouble. Goodbye. Look, can't we just talk? Hello. Welcome to Visa's personalized customer service kiosk. After the tone, please say your name. My name is Margaret. Beep. Margaret Francis. Your account balance is $452. I don't need my balance. Your account balance is $2,040. What? Oh, God, somebody's racking up charges on my card. Give me something. You have now exceeded your credit limit. To increase your credit limit, please press 1. No, God. Thank you. Your credit limit has now been increased to $25,000. God! My God! Please note, this personalized interaction may be monitored for quality assurance. Visa has a variety of new services. For an environmentally friendly Visa card, please press 1. For information on our Burger King's reward program, please press 2. To make a charitable donation to Visa's president and CEO, please press 3. Now. There are no buttons. Where am I supposed to push? Beep, boop, boop, beep, beep, beep. Boop. Boop. You have made a bad touch. I am now transferring you to customer service. Thank God! Thank you. Hi, I'm Tony from customer service. How can I help you today? Can I actually talk to you? Of course you can talk to me, ma'am. I'm all ears and a bit of a gut. I'm just sitting here drinking a milkshake. My milkshake's better than yours. Brings all the boys to the yard. Wow, that's really 2003. They wanted us to say it. It's trying to get kids to sign up for the card. What can I do for you today? Okay, look, my credit card was stolen. I just have to put you on hold for a sec. No! Thank you for calling Visa's personalized customer service. Your call is important. Your estimated wait time is... 30 minutes. Please stay in the line to maintain your call priority. There is no one else here. Your current balance is $24,999. Can't you just look at me?